Thơ, về cơ bản là một hình thức nghệ thuật đã xuất hiện từ rất lâu trong các nền văn hóa của thế giới. Sở dĩ, thơ được hình thành là do ông cha ta ngày xưa đã biết ghép các từ đơn thành các vần điệu, giúp dễ ghi nhớ thông tin hơn. Những thông tin trong một bài thơ thường được đúc kết từ kinh nghiệm sống của mọi người. Thơ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đời nọ sang đời kia, giống như là mật mã để lưu giữ thông tin vậy, nhưng mà dễ nghe và dễ nhớ hơn. Nhắc đến thơ thì chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến những nhà thơ của Việt Nam hoặc là những nhà thơ của Trung Quốc. Tôi thì không am hiểu về thơ mà cũng chả thích thơ mấy bởi vì nó không hợp với tôi. Nhưng mà mấy hôm trước khi tôi đang lướt Facebook thì bắt gặp một bài post với một tiêu đề Bài thơ bị nguyền rủa của Tomino. Lúc đầu cũng nửa nghi nửa ngờ vì một bài thơ thì làm sao mà giết người được. Và cũng vì tính tò mò nên tôi quyết định lên Google tìm hiểu thử xem thứ thơ đó là gì và tại sao người ta lại cho rằng nó bị nguyền rủa. Tomino Cell, địa ngục của Tomino là tên của bài thơ đó, được viết bởi Yomota Inuhiko trong một cuốn sách có tên là The Heart is Like a Rolling Stone, trái tim tựa như hòn đá lăn, và nằm trong tập thơ thứ 27 của Saizo Yaso vào năm 1919. Theo truyền thuyết của Nhật, nếu ai đọc thành tiếng bài thơ này sẽ chết hoặc bị bệnh, chỉ được đọc thầm ở trong đầu. Cho đến bây giờ, vẫn không một ai biết được nguồn gốc của cái truyền thuyết này từ đâu mà ra, chỉ biết rằng nếu ai đọc thành tiếng sẽ phải chịu những thảm kịch mà bài thơ mang lại. 2CH là một đài phát thanh thương mại phát sóng ở Sydney, dành cho những người nghe tin tức và sự kiện, nhưng lại thích sự cổ điển. Và bài thơ này đã từng rất nổi tiếng trên đấy. Nó nổi tiếng đến cái mức mà nhiều người đã quay video đọc lại bài thơ này. Đương nhiên là đọc bản đã dịch sang tiếng Anh rồi. Để làm bằng chứng và đăng lên 2CH, có nhiều cá nhân cho rằng không có bất cứ điều gì xảy ra khi đọc to bài thơ này lên. Nhưng vẫn có một số người nói rằng họ đã bị ám khi đã đọc bài thơ này. Hoặc đáng sợ hơn là vài người cho rằng bạn của họ đã chết. À, tụi mình có tra trên mạng á, thì Tomino Hell là một bài thơ nổi tiếng ở Nhật. Và bạn chỉ nên đọc bài thơ này ở trong đầu, đừng bao giờ đọc to và đọc thành tiếng. Theo như truyền thuyết á là bình thường mà. Ừ. Cái đó rồi, cái gì đâu sợ. Ồ, chắc là không có việc gì rồi. Ê. Yeah. Tôi thì không biết bản đã dịch qua ngôn ngữ khác có ảnh hưởng gì đến lời nguyền hay không, bởi vì nguyên gốc cái lời nguyên của bài thơ này là từ bên Nhật. Nhưng mà nếu đã đọc qua rồi thì sẽ thấy bài thơ đang nói về cái chết của Tomino và bị đẩy xuống địa ngục. Mở đầu là hai từ cô chị và cô em. Nhưng giới tính của Tomino thì vẫn chưa được xác định bởi vì có người nói là nam và có người nói là nữ. Nên là trong video này thì tôi sẽ tạm coi nhân vật này là nữ nhé. Sau hai từ đó là những dòng chữ miêu tả về con đường xuống địa ngục hoặc là cố gắng thoát ra khỏi địa ngục của Tomino. Cô đã băng qua 7 ngọn núi và một khu rừng để đến tầng cuối cùng của địa ngục. Ý nghĩa của bài thơ này được rất nhiều các forum và diễn đàn bàn luận, nhưng phổ biến nhất vẫn là câu chuyện về người chị và cô em gái đã đánh mất linh hồn và bị đẩy xuống địa ngục. Cô em gái đã khích lệ chị mình đi tìm lại linh hồn bằng cách phun máu của chính mình ra. Tomino cũng tự khích lệ mình bằng cách phun lửa. Trong bài thơ, Tomino có nói rằng mình và em của mình còn rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng tại sao lại bị đẩy xuống địa ngục? Cô ta đã khóc cho người em gái của mình khi đã đi qua được 7 thung lũng địa ngục và đến được tầng 8. Xuống càng sâu thì cô ta càng nhận ra nỗi đau đớn của mình và người em. Ngoài ra, có một đưa ra dựa trên ý nghĩa của bài thơ như sau. Người phải chịu sự đau khổ không phải là Tomino mà chính là em của Tomino. Giống như là gợi ý cái chết của người em trong chiến tranh trong khi người chị vẫn còn sống. Con cừu và chim sơn ca được nhắc đến trong bài thơ chính là biểu tượng của hai chị em Tomino và một số giả thuyết khác tôi không tiện nói bởi vì nó có liên quan đến tôn giáo. Chẳng lẽ chính sự đen tối của bài thơ đã khiến người ta tạo ra cái lời nguyền đó?
Got everything I need right here with me. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. I'm Corleone, give me justice. You're coming to my house and you ask me to murder me. I ask you for justice. That is not justice. Vào năm 1974, một bộ phim có tên là To Die in the Countryside được quay bởi đạo diễn Terayama Shuji, người đã lấy cảm hứng từ bài thơ Tomino's Hell để làm bộ phim này. Khi đạo diễn qua đời, người ta cho rằng nguyên nhân ông chết là do lời nguyền của bài thơ. Cũng có lời đồn về một nữ sinh đại học đã chết do đọc to bài thơ, nhưng về cái chết của nữ sinh này thì chưa ai xác thực được cả. Còn vị đạo diễn kia thì đã chết, nhưng liệu có phải là do lời nguyền của bài thơ? Tôi có tìm được một người dùng tên là Michael de Moraes. Anh ta nói rằng đã đọc bài thơ Tomino's Hell bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và cả tiếng Nhật và đều bị ám ảnh cả ba lần nhưng may mắn thoát chết. Anh còn miêu tả lại giấc mơ khi gặp được Tomino trong đấy, và theo những gì mà anh ta nói thì nhân vật Tomino này là một người đàn ông. Anh ta có một mái tóc đen ngắn, hơi nhợt nhạt. Tôi cũng nhớ rằng có điều gì đó kỳ lạ về đôi mắt của anh ta, và anh ấy là một người châu Á trạc tuổi tôi. Marco de Moraes cũng đã nói rằng mình đã đi dạo cùng với Tomino và được anh ta kể lại toàn bộ câu chuyện trong bài thơ. Còn ý nghĩa ra sao thì anh ta không đề cập đến. Chỉ biết một điều, sau khi anh ta tỉnh dậy thì tâm trạng rất là tồi tệ và anh mong cho lời nguyền về bài thơ này mau hết. Mặc dù người ta đã đọc to bài thơ này kể từ năm 1919, nhưng đến tận năm 2004 mới xuất hiện những tin đồn về lời nguyền. Tác giả Yomota cũng ghi trong bài thơ: ai đọc to bài thơ sẽ phải chết. Trên thực tế, đạo diễn Terayama đã nói ở trên qua đời 9 năm sau khi phim của ông ta hoàn thành. Còn cô nữ sinh đại học kia chắc là chỉ bịa ra để thêm phần ám ảnh cho câu chuyện. Tác giả của Tomino's Hell tận 51 năm sau mới qua đời. Và tôi chắc chắn một điều rằng ông này đã đọc không dưới 10 lần cái bài thơ này. Và nếu lời nguyền này có thật thì tôi không nghĩ là nó lại đi thiên vị tác giả. Theo tôi thấy thì lời nguyền của bài thơ có làm chết người hay không là do nhận thức của những người đã từng đọc bài thơ. Những người đã tự sát vì bài thơ có thể đã trải qua sự việc buồn nào đó, rồi vô tình đọc bài thơ và nghe theo sự cám dỗ trong bài thơ nên đã dẫn đến việc tự sát. Vì đây là lần đầu tôi thu âm cho video nên là sẽ có rất nhiều sai sót. Vậy nên là mọi người hãy comment ở phía dưới và giúp chúng tôi cải thiện cho những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.